Quang Đăng, chủ nhân vũ điệu rửa tay Genkovi tạo nên điều kỳ diệu trên toàn cầu. Quang Đăng là vũ công nổi tiếng, gắn liền với nhiều sản phẩm nổi tiếng của các nghệ sĩ V-Beat. Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quang Đăng luôn đặt mục tiêu và trách nhiệm lớn với cộng đồng. Với Quang Đăng, nghệ thuật không chỉ có tác dụng giải trí, mà nó còn mang sứ mệnh lớn hơn là phục vụ cộng đồng. Chàng vũ công mang trong mình khao khát được đem những điệu nhảy và hình ảnh của Việt Nam vươn lên tầm thế giới. Ít ai biết được rằng, để theo đuổi được đam mê trở thành dancer và có được thành công vang dội như hiện tại, Quang Đăng đã phải từ bỏ con đường kinh doanh êm đềm do bố mẹ lựa chọn. Quang Đăng yêu từng bước nhảy như hơi thở của mình. Điểm đặc biệt là những bước nhảy của Quang Đăng không chỉ mang tính giải trí, mà còn là sự truyền tải thông điệp, năng lượng tích cực đến với mọi người. Năm 2011, Quang Đăng bắt đầu được nhiều người chú ý đến khi đạt giải Ngôi sao tài năng trong cuộc thi Ngôi sao thời trang. Năm 2012, Quang Đăng giành giải Á quân cuộc thi thử thách cùng bước nhảy Show You Think You Can Dance và thành công nối tiếp khi Quang Đăng đạt được giải cao nhất trong cuộc thi Dancer of the Year 2013. Tháng 2 năm 2019, Quang Đăng cùng nhóm nhảy của mình tham dự cuộc thi Asia's Got Talent. Anh không giấu được hạnh phúc khi được biểu diễn trên một sân khấu mang tầm cỡ quốc tế. Được sống và làm việc bằng đam mê của mình, cuộc đời của Quang Đăng như mở sang một trang khác. Anh không ngừng trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng để có được những bài nhảy ấn tượng. Từng có thời gian, Quang Đăng mất đi định hướng trong cuộc sống vì nhiều thứ đè lên vai mình. Tuy nhiên, chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện phải từ bỏ ước mơ của mình. Bất cứ lúc nào, khán giả cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa đam mê và hình ảnh một Quang Đăng luôn luôn cháy hết mình trên sân khấu. Có người từng nói rằng, nếu đã là con đường của bạn, bạn phải tự bước đi. Người khác có thể đi cùng, nhưng không ai có thể bước hộ bạn được. Và Quang Đăng chính là một ví dụ điển hình cho câu nói ấy. Nhờ sự cố gắng và nỗ lực từng ngày, Quang Đăng đã dần dần chứng minh được sự ủng hộ theo đuổi đam mê nghệ thuật với bố mẹ. Sống là phải nhảy, sống là cảm thụ âm nhạc. Và một khi có nhảy và âm nhạc thì sẽ có một Quang Đăng, nam vũ công tài hoa trải lòng. Đến năm 2020, sự nghiệp của Quang Đăng mới thực sự bùng nổ. Quang Đăng không nghĩ được rằng dự án thực hiện vì mục đích thiện nguyện và góp sức cho cộng đồng của mình lại được chú ý và lan tỏa rộng rãi đến vậy. Và có lẽ năm 2020 là một điểm sáng khó quên trong hành trình sự nghiệp của Quang Đăng. Trong thời điểm đầu năm khi dịch bệnh COVID-19 bùng nổ toàn cầu, việc tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho người dân là điều vô cùng cần thiết. Hiểu được tính cần thiết trong việc tuyên truyền kiến thức bảo vệ sức khỏe, Quang Đăng quyết định tâm huyết biên dựng vũ điệu cho bài hát Genkovi từ 6 bước rửa tay theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Ngay lập tức, phần vũ đạo này làm mưa làm gió trên khắp các trang mạng xã hội, khiến ai cũng muốn nghe và nhảy theo cho bằng được. Không chỉ trong nước, vũ điệu rửa tay của Quang Đăng đã trở thành hiện tượng gây sốt nổi tiếng trên khắp thế giới. Người dân khắp mọi nơi, từ các em học sinh, nhân viên văn phòng đều háo hức cover lại điệu nhảy cực cool và vui tươi này với thông điệp đẹp giữa mùa dịch. Được biết, vũ điệu rửa tay của Quang Đăng còn được phát trên đài HBO. John Oliver, nam MC đình đám đã tỏ ra vô cùng phấn khích và phải nhảy theo từng động tác trong vũ điệu này. Sản phẩm vươn lên tầm cỡ thế giới khiến chính Quang Đăng cũng không thể ngờ được. Từ đây, anh mang trong mình mong ước được đem tài năng, vẻ đẹp hình ảnh của con người và dancer Việt giới thiệu cho bạn bè quốc tế. Ở trong giai đoạn bệnh dịch bùng phát, con người có thể dùng âm nhạc, vũ điệu để gắn kết hơn, cùng nhau chống lại bệnh. Đây quả là sức mạnh lan tỏa diệu kỳ. Vũ điệu rửa tay của Quang Đăng đã đưa hình ảnh một Việt Nam văn minh, gắn kết, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh đến với toàn thế giới. Sau thành công vũ điệu rửa tay, chàng vũ công tài hoa tiếp tục nhận được lời mời từ Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, tham gia chiến dịch mới nhằm hạn chế khói thuốc lá. Quang Đăng cũng chính là nghệ sĩ duy nhất hợp tác cùng WHO trong chiến dịch này. Chưa dừng lại ở đó, vào ngày 13 tháng 11 năm 2020, Quang Đăng còn hợp tác với UNICEF để giới thiệu vũ điệu mới nhằm quảng bá cho Ngày Trẻ Em Thế Giới và nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và môi trường. UNICEF chia sẻ video của Quang Đăng và hết lời khen ngợi. Chúng tôi yêu thích điệu nhảy rửa tay của vũ công đến từ Việt Nam. Vũ đạo có thể giúp nâng cao nhận thức, vì vậy tôi muốn sử dụng khả năng của mình để giúp trẻ em, Quang Đăng chia sẻ. Quang Đăng là biên đạo ăn khách, kết hợp với rất nhiều nghệ sĩ V-Beat trong một số sản phẩm hot hit của họ. Một số sản phẩm Quang Đăng làm biên đạo có thể kể đến như Em Không Sai Chúng Ta Sai, Genkovi, Người Ơi Người Ở Đừng Về, Vì Anh Là Gucci, v.v. Những màn vũ đạo cực cool, xem là thấy yêu đời của Quang Đăng đã được rất nhiều bạn trẻ cover lại, đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội lớn nhỏ như TikTok, Instagram, Facebook. Có thể nói, những điệu nhảy của Quang Đăng đã trở thành trào lưu, được hưởng ứng rất nhiều trong cộng đồng giới trẻ. Nhờ những đóng góp và cống hiến của mình, đầu tháng 12 năm 2020, Quang Đăng đã nhận giải biên đạo xuất sắc tại lễ trao giải mang tầm cỡ châu lục MAMA 2020.
Hiện tại, Quang Đăng không chỉ là một vũ công tài năng mà còn là biên đạo múa, diễn viên. Quang Đăng quyết định mở lớp dạy nhảy để giúp đỡ những bạn trẻ theo đuổi đam mê của mình. Nhờ tài năng và sự sáng tạo không ngừng nghỉ, Quang Đăng trở thành một nghệ sĩ đình đám nhất nhì Vbiz trong năm 2020. Anh nhận được rất nhiều lời mời quảng cáo, dự án phát triển vì cộng đồng. Quang Đăng ghi điểm trong lòng khán giả là một người nghệ sĩ dám nghĩ, dám làm, tràn đầy năng lượng tích cực. Anh đã làm nên điều kỳ diệu, mang tên Việt Nam đến với bạn bè quốc tế trong giai đoạn cả thế giới phải chống chọi với dịch bệnh Covid-19. Với những gì Quang Đăng đã và đang làm được, người hâm mộ tin rằng anh sẽ còn có những bước tiến xa hơn nữa trong hành trình sự nghiệp của mình.